nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái phần mềm quay lại quá trình làm việc trên Windows. Thì cái phần mềm mình sử dụng là phần mềm Camtasia Studio 8.1. Rồi sau khi các bạn có thể tìm trên Google và tìm và download về cái phần mềm này. Rồi sau khi download về các bạn cài đặt vô máy và sẽ được một cái phần mềm Camtasia này. Trước khi mà cài thì nó có một giới thiệu một số tính năng của cái phần mềm này. Chúng ta có thể xem. Welcome to Camtasia Studio 7. If you're new to Camtasia Studio and you want to get started quickly, you're in the right place. Đây là các tính năng mà nó giới thiệu cho chúng ta. Đây, có thể qua nhanh một chút. Đây, cái tính năng. Thì để quay lại một cái quá trình của ấy thì chúng ta có thể làm như sau. Đây, có cái nút record này. Mình nhấn vô đây thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta cái quá trình cài đặt này. Đây, nếu mà bạn có cắm microphone á thì bạn chỉnh cái phone này này để thu lại cái giọng nói của chúng ta như như mình đây. Còn đây là nếu bạn có webcam thì bật webcam lên. Còn cái này là chế độ full màn hình này, hoặc là quay với cái chế độ phân giải như thế nào thì mình ở đây là chọn full màn hình. Bắt đầu quay thì chúng ta nhấn vô red này hoặc là phím tắt là F9 và dừng là F9 luôn, còn dừng hẳn luôn là nhấn F10. Còn cái này nó đang quay này, thời gian nó quay đây, như mình nhấn F9 này, này nó dừng lại này. Là pau này, mình nhấn F9 cái nữa này nó bắt đầu quay nữa này. Đó, đây là phần audio, là phần ghi âm. Còn này là phần top, nhấn F10, phím tắt nhấn F10 là có thể là dừng lại luôn. Rồi các bạn có thể làm rồi xong khi thao tác trên máy này làm để thực hiện cái video như mình đang làm đây. Xong thì các bạn nhấn stop này hoặc là nhấn phím tắt, nhấn F10. Đây thì nó tắt cho chúng ta. Đó. Có cái chức năng như là mình save edit này. Đây mình thường là chọn save và để mà sau khi save mình chỉnh sửa. Đó. Đây. Mình chọn đây là mình chọn chế độ phân giải này. Ok. Ok. Đó. Đây. Để có con chuột mà nó rê sáng ấy, thì các bạn phải chọn đây, chọn chuột. Đây là chọn rê sáng này. Cái đây là các màu của nó, hai rồi tối rồi đây muôn tư này. Đây các bạn có thể chọn, đây là hai, mình thường chọn chế độ này. Đây là chọn chế độ nháy chuột này, thì nhấp chuột vô thì nó ra hiệu ứng như thế này, hoặc là đây, hoặc là đây. Đây mình thường chọn là này, và đây là chuột phải, nhấp chuột phải đó. Đó, nhấp chuột phải thì nhấn cái này. Còn này là tiếng kêu khi mình nhấm chuột. Đây là chuột dành cho ví dụ, đây là mouse là chuột lớn, còn này là chuột laptop, nó kêu nhỏ, này kêu lớn, mình kêu lớn. Xong khi thiết lập xong, nhưng mà như vào đây mình kéo một chút, kéo lên đây phần chỉ dẫn đấy. Thì cái này mình đang quay nên nó không có cái hiện ra cái này đấy. Ví dụ này đấy. Đấy mình đang quay ngoài này luôn, mình đi đâu mình chỉ dẫn như là đây là cái thanh đánh gì thì chữ. Thì cái phần mềm này thì các bạn sử dụng nhiều thì các bạn sẽ quen thôi. Đánh chữ vào đây. Đấy. Rồi đây là cái thời gian mà cái chữ này nó hiện này.
Ví dụ như mình nhìn đây, tới đây thì nó hết. Hoặc là mình cầm ở đây này, mình kéo ra này. Đấy, thì này, thời gian nó dài hơn. Đây có nhiều loại mũi tên này. Đây. Đó. Rồi các bạn có thể xem và làm theo. Thì cái phần mềm này nó rất là hay, thì mình hay sử dụng. Còn các bạn nếu mà có phần mềm khác thì có thể giới thiệu cho các bạn xem. Hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.